bạn có thể thấy là mình vực một con chim non để nuôi trần, là cái lồng mình làm bằng một cái lồng quạt tự chế ra. Nếu các bạn thích nuôi chim gáy non thì có thể liên hệ cho mình 033 530 5982. Các bạn nên nuôi như, từ nhỏ vuốt ve như này nó sẽ rất là thuần. Đây là con chim đầu nhỏ mỏ đinh cánh tiên, nó là giống chim nguyên 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 bản thuần chủng Bắc Bộ, kích thước vừa phải, đặc biệt là thì mỏ rất rất nhọn dài. Chim này bón từ nhỏ lên nó rất là thuần. Các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay để theo dõi những video của kênh. Như này là rất là thuần để trần luôn. Bộ trên tay rất là thuần, nhảy xuống rồi đấy, rất thích vuốt ve. Các bạn thấy cái mỏ nó rất là dài. Bên mình thì phát triển trang trại và chủ yếu là cung cấp cho các bác anh em thị trường chim cu gáy lon đấy, rất là nhiều chim non. Địa chỉ của mình thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn nếu các bạn cứ tập như này, cầm mặt nó trêu đùa nhặt. Trên YouTube và trên Facebook thì mình có cái cụm từ tìm kiếm cho các bạn là chim cu gáy hay. Rất thích tương tác với con người. Các bạn có thể mua trứng chim, nếu như các bạn mua vú nuôi thì bên mình đang bán ra 3 đến 400 nghìn một cặp chim bố mẹ Nhật Pháp sinh sản, và mình cũng có bán trứng chim của gái ta cho các bạn để các bạn tự ấp, để tạo tự tay mình tạo ra một đôi chim cu non. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.